Chào các bạn, giờ mình buổi trưa mình đi về, mình ra trồng dế, mình quay cho các bạn coi con dế đã hoàn thiện cái mô hình được nha các bạn. Hiện tại bây giờ chắc chưa, mình sẽ quay cho các bạn coi là cái con dế nó to như thế nào nha các bạn. Nè ha các bạn, nó nằm ở dưới cái cá thể các bạn, rất là nhiều, một chùm luôn đó các bạn. Nè mình quay nè, nó ban ngày á, ban ngày nó lên cái khay đẻ này ít lắm, tại vì nó trốn buổi sáng các bạn, chủ yếu là buổi tối đó, các bạn thấy không? Đó bên kia nó nhiều lắm đó các bạn. Nè, nó đi trên thành là nó ăn nè các bạn, có cái mì đó các bạn thấy không? Đầu kia cũng vậy nữa đó. Mình này đi lại cho các bạn coi. Đây các bạn nhìn thấy không, quá trời luôn rồi đó. Cái này là hiện tại là mình thu hoạch được rồi nè các bạn. Cái con dế này là thu hoạch là mình chiên xù chiên giòn hả các bạn, là ok rồi nè. Cái này là màu bén lý tưởng nè các bạn. Mình chiên nó là mình trên bỏ ra cái chảo dầu nóng thảy lên cái, mình vớt qua cái mình ngắt đứt ra cái dục cái bao tử rồi. Là mình chấm nước mắm là hết thảy luôn các bạn. Nhưng mà hiện tại cái dế này của mình đang đẩy tiến độ là nhân đàn, những cái mạc trứng này, những cái khay trứng này các bạn, để mình cho các bạn coi nha. Cho các bạn coi là cái trứng dế nó, cho các bạn coi nó có mấy cái mụn giống như cái trứng kiến nha các bạn. Các bạn thấy không, vàng vàng á, có màu trắng trắng là sách dừa, còn cái vàng vàng á các bạn, vàng vàng là trứng dế á. Hiện tại nó đẻ được cũng khoảng 3-4 ngày rồi. Cái này độ khoảng đúng tuần lễ nữa là cái khay của mình là bắt đầu là trứng rất là nhiều. Mình đang đẩy tiến độ các bạn. Làm đam mê mới được các bạn ơi. Mình làm mình phải đam mê á. Đây, những cái con dế này các bạn thấy không? Nó cái bụng mà uống nần đó các bạn, to mập là đẻ dữ lắm. Đây là những con dế trống này các bạn, một số con dế trống này mình sẽ lọc nó ra, nó gái tè nè các bạn. Các bạn nuôi mà từ con dế con mà đến cái lúc mà con dế đẻ đó các bạn, các bạn ra chuồng mà bạn nghe nó kêu tè là lúc đầu mình chuẩn bị ổ dế là được, ổ dế đẻ là được rồi đó, là bắt đầu những cái con đó là bắt đầu lên nó đẻ đó các bạn. Nè ở dưới này nhiều lắm các bạn, nó nằm ở dưới này nè, nhiều dữ lắm á, tại vì nó nằm trên dưới nó gái chùm á, nó thấy mình nó ra, một số nó trốn, một số nó không trốn. Các bạn nhìn đã lắm nè, mấy dế này nè đó. Nó bạn thấy cái tay của mình thấy không, đưa ngón tay xuống không, nó bự cỡ ngón tay của mình không á các bạn. Nè dế này, dế này nó đẻ nè đó, không mình chỉ ngón tay mình nó muốn bự bằng không các bạn. Mấy dế này mập lắm, tại vì mình nuôi cái giai đoạn mà cỡ đầu chiếc đũa đó các bạn cho ăn cám gà hạt to bộ bằng chiếc đũa luôn các bạn, nó ăn dữ lắm, mà nó ăn rồi là nó sẽ tăng kích cỡ rồi nó mập. Lúc đó là dế của mình nuôi con ngậu nghĩa nó to, nó mập phù lù, lúc đó là nó đẻ dữ, bắt đầu nó qua cái giai đoạn bắt đầu sinh sản này, nó sẽ đẻ rất là dữ. Nè mình cho các bạn bên cận, các bạn cho mình coi con dế nè, nó mập như thế nào mà coi nè. Đó các bạn thấy không, nó to bằng cái ngón tay, gần một ngón tay trỏ của mình luôn á. Còn mình nuôi mình không có cho ăn thức ăn cám gà các bạn, là nó nhỏ cỡ con dế này nè. Nó nhỏ cỡ viên dế này nè, là nó có bằng nó cỡ nhỏ cỡ ngón tay út của mình thôi à. Mình cho ăn cám gà nó to dữ lắm, mà con dế mà đã nuôi mình cho nó ăn đủ dinh dưỡng, nó to lên một cái rồi ha, nó đẻ cho các bạn thấy
một con đẻ bằng ba con nhỏ vậy đó. Một cái con bự đẻ bằng ba con nhỏ rồi đó. Cái bụng các bạn, cái bụng của con dế ca dê với mái đó nó to đó, nó đẻ dữ lắm đó. Mình cũng chia sẻ đó, buổi video hôm qua hôm kia mình quay buổi tối cho các bạn coi đó. Giờ ban ngày mình quay cho các bạn coi là ban ngày nó lên cái chỗ mà cái khay đẻ này mà ít lắm, chủ yếu là nó ban đêm mà nhiều. Cái này mà mình lấy mà cái bạc đà mấy cái bạc hay là cái bao các bạn, mình để kín lại hết trơn luôn á, là tối thui luôn, chắc nó lên đẻ dữ lắm á. Mình cũng nghĩ vậy á, mình tính kiếm mấy cái kia để mình chùm lại luôn coi làm sao mà mình sợ làm sao không bạn. Nhứ nhất là con chuột. Con chuột nó thấy kín á là nó vô nó quậy cái chuồng mình á, nên mình không dám đẻ. Còn mà hai là con kiến thôi, mình để kín quá nhiều khi mình không có kiểm tra được đó các bạn, không thấy được, nên mình cũng làm như vậy nè. Nhà kia phía bên kia mấy giấy này nó đá lộn các bạn đó, dưới đó đó. Đó các bạn nhìn thấy không, đen tịnh cái trang luôn nè, là nó dài luôn á. Là mình đứng ngay vị trí này là sát bên mình luôn nè đó, nó còn nằm ở dưới đó các bạn, nằm ở dưới giá thể á, nó bò lên á. Mình nuôi theo đam mê nè, mình bây giờ mình thấy con dế này nè nuôi hả là quá trời ok luôn. Con dế này thì thôi khỏi nói, đây là đạt 100% rồi. Chuẩn bị mình sức cái mẻ dế này ra là mình sẽ thu hoạch được một đống trứng dế con rồi, là lúc đó mình nhân đàn rồi các bạn. Rồi mình video của mình chia sẻ đến đây là hết cái quy trình của con dế toàn tập nha các bạn. Chúc các bạn đam mê theo mình, theo đuổi cái mô hình của mình nuôi về nè. Chúc các bạn thành công. Các bạn thấy video mình hay hữu ích, nhớ chia sẻ đến các bạn bè hay ai đó là có muốn làm cái mô hình kinh tế kiếm thêm thu nhập mà nè. Chia sẻ cho mấy người kiếm thêm nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Và cũng gửi lời cho các bạn đam mê với mình, có cái nào hay hay chia sẻ các bạn cho mình ý kiến để đóng góp, để mình làm những cái video sau hay hơn. Rồi tạm biệt các bạn nha.